chào tất cả các bạn đã quay trở lại với clip chơi game của mình. Và mình kính chúc tất cả các bạn xem video thật là vui vẻ nhé. Thì là bây giờ mình sẽ mang đến cho các bạn một video thật là thú vị luôn. Đó chính là tiêu diệt con quỷ đầu loa này. Và ngày hôm nay thì là nó không phải con quỷ đầu loa bình thường đâu nha các bạn. Nó là con quỷ đầu dìu đấy anh em ạ. Nó là kiểu như là con ông cháu trai, là cô dì chú bác. Nói chung là có họ hàng với cả con quỷ đầu loa nha. Và đây chính là con quỷ đầu dìu. Và sức mạnh của nó ghê gớm như nào thì ngay sau đây các bạn sẽ được cảm nhận nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cố gắng để mình tiêu diệt con quỷ đầu loa này, quỷ đầu dìu này. Siren Head, ui. Wow. Trời ơi, lập vỡ kính mình luôn rồi trời. Vai trưởng thật. Wow. Nó bắn một cái lượng máu gì vào phía mình này, hình như đây là phép thuật anh em ạ. Nó đập hết vỡ kính của mình rồi. Trời ơi, nhà mình này. Nó phá hết nhà của mình luôn, vai trưởng thật. Thế thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phải tiến nó về tổ tiên nữa thôi các bạn ạ. Ok, thì trong trường hợp mà con quỷ đầu dìu này ấy, nó chán sống rồi đúng không? Thì là chúng ta sẽ phải cho nó chết được các bạn ạ. Chúng ta sẽ tiến nó về chầu Diêm Vương nha các bạn. Đấy, cho nó biết thế nào là lễ độ luôn. Cho nó biết thế nào là thần thông quảng đại. Chiu 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 chiu. Ok, như vậy là mình vừa mới cất cái tiếng nói phát là con quỷ đầu dìu này đã tèo rồi nha các bạn. Một con đã hy sinh. Và ủa ơi, những con quỷ đầu dìu, những con Siren Head còn lại nó đã đang bị kiểu như là nó muốn tấn công mình ấy để nó trả đũa ấy, anh em ạ. Thế thì trong trường là chúng ta tỉa cái con quỷ nào đây ta? Tỉa con này trước nha. Wow. Các cái mắt của nó kìa, nó sáng lên kìa các bạn kìa. Wow, con này như kiểu nó đang thôi miên nhé anh em ạ. Nó giống như kiểu con đầu đàn ấy. Mình thử tỉa nhá. Wow, yeah. Nhưng mà tình hình là bây giờ như này nhá. Mình muốn làm bạn với nó được không ta? Bây giờ mình sẽ cầm cái quả này. Mình đến mình muốn làm bạn với nó. Nếu mà trong trường mà nó không muốn làm bạn với mình thì mình bổ luôn. Ủa, nó luyện trưởng kìa anh em ơi. Wow, chết rồi. Vừa rồi là chúng ta chỉ gặp những con quỷ đầu dìu bình thường thôi. Bây giờ chúng ta mới thực sự gặp con quỷ đầu dìu mạnh như này. Bây giờ nó bắn trưởng anh em ạ. Nó bắn ra cái chiêu cá mập ấy. Cá mập búa nha. Đấy là những con cá mập thời tiền sử đấy các bạn ạ. Sợ lắm luôn đấy. Đây này. Ghê chưa, màu xanh này, màu vàng này, màu xanh nước biển này. Cái này màu vàng kiểu như bằng bản đất ở nhạt đấy mà. Ghê chưa anh em? Wow, mình không thể tin luôn. Thật sự rất là ghê gớm luôn, để mình chiếu vào người nó xem nào. Wow, ui, nó tung ra cái trưởng lực anh em ơi. Nó tung ra trưởng lực kìa. Wow, nó bắn trưởng này anh em ơi. Nó luyện rồng này. Nó bắn ra Kamehazuko các bạn ạ. Chơi. Ghê vậy. Wow, mình sẽ phải ghi hình cái cảnh này thôi. Thật sự rất là đẹp luôn ấy. Wow, nó nổi điên rồi anh em ơi. Nó bắn ra cái lốc xoáy mà nó sẽ hiển thị ra mấy cái con cá mập búa nhá. Ghê chưa. Wow, mày ra đây cưng. Nào, mày này. Wow, nó đánh mình. Con quỷ đầu loa này. Mày này, thật sự rồi. Châu đấy, bắn năng chết. Bây giờ mình sẽ sử dụng kiếm để mình tấn công rồi nha. À đây, súng rồi luôn. Đây rồi, mình sẽ thử sử dụng cái khẩu súng này bắn nó. Wow, thế giới đang bị đảo lộn rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Oh wow. Như vậy là nó đã tiêu diệt mình rồi nha các bạn. Các bạn nghĩ mình bất tử đúng không? Không phải đâu. Mình chưa bất tử đâu anh em ạ. Nó rất là khỏe luôn đấy. Được rồi, chúng ta sẽ rút khẩu M4A1 ra cho tỉa nó. Ôi, nó mổ mình. Ai rồi ôi. Nó mổ mình anh em ạ. Con quỷ này ghê thật đấy hả? Được rồi, ta sẽ ra đây để ta sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Mình sẽ cho con quỷ đầu dìu này còn củ tỏi nha các bạn. Nó là con quỷ khổng lồ đấy anh em ạ. Sợ không? Mình cảm thấy khá là run sợ đấy. Không biết các bạn nào có sợ con quỷ này không ta? Nếu như chúng ta gặp nó ở ngoài đời thật đấy thì mình chắc chắn các bạn sẽ chạy té khói luôn nha. Các bạn chạy mất phép luôn. Wow, mày con. Bé ơi. Nó đang tấn công mình, tất cả con quỷ đầu dìu nó đang muốn tấn công mình nha các bạn. Hiện tại bây giờ một mình thì đang chống lại con quỷ đầu loa này. Ui, thôi, chạy. Làm gì cũng phải té cái đã. Không thể làm mà đứng để mà kiểu như là solo nó được. Chúng ta mà đứng solo với cả con quỷ đầu dìu này ấy thì chúng ta sẽ bị nó mổ chết thôi các bạn ạ. Nó khỏe lắm. Chiu 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 chiu.
Wow, mạnh đấy. Quỷ rất là mạnh luôn. Hiện tại là mình đang có sức mạnh của Superman. Bây giờ mình sẽ rút ra một cái gì ta. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật nào để mình tấn công lại con quỷ đầu dìu thôi anh em ạ. Chứ con quỷ đầu dìu này nó mạnh quá rồi. Chờ. Vũ khí bình thường nó không thể tiêu diệt nó nha. Wow, nó mổ mình. Thôi, chạy trong nhà thôi anh em ạ. Thôi, nó đang hút máu mình sao ấy. Thì là con quỷ đầu dìu này là nó có thể hút được máu mình nhá. Các bạn nhìn này, cái máu của mình nó đang bị ra này. Ui, hút máu mình luôn này. Ui, con ma cả đồng luôn rồi, trời. Chiu. Ta tay to người tề tiện tục. Tiêu. Trời, đứng đây này. Hello. Quỷ đầu dìu. Chào quỷ đầu dìu nha. Bé đứng đây làm gì đấy? Bé không tấn công mình nữa rồi. Bé hiền rồi. Bé này như ngoan rồi sao ấy. Wow. Như vậy em bé này là này, em bé ngoan rồi các bạn ạ. Em bé không tấn công mình nữa này. Trời. Nhìn dễ thương thế nhỉ. Nhìn thật sự em quỷ đầu dìu dễ thương lắm luôn ấy. Không có ngón tay luôn nha các bạn. Wow. Ghê đấy. Như vậy em bé này đã trở thành đệ tử. Ui. Trời đất ơi. Mới đầu mình tưởng nó làm bạn của mình cơ. Mới đầu mình tưởng nó hiền lành, nó mình nghĩ nó làm bạn của mình, nhưng ai ngờ nó tấn công mình luôn nha các bạn. Trời. Được đấy. Ok. Thôi, chạy. Trời ơi, nó nổ điên rồi anh em ơi. Ui. Nó khóa thần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng vũ khí thôi. Thành là kiếm huyền thoại. Chém kiếm. Đấy, chém gió luôn. Xông lên. Rồi, xong, mình đã tiêu diệt con quỷ đầu dìu rồi. Và tiếp theo mình sẽ tiêu diệt cho con quỷ đầu dìu khác đây. Xông lên nào. Wow. Nó đã ăn thịt mình rồi. Mình cảm thấy khá là sợ. Và bây giờ mình sẽ cố gắng để mình tiêu diệt con quái vật khổng lồ này. Nhưng mà nó không cho mình một cơ hội nào cả các bạn ạ. Lên anh em. Quái vật khỏe quá. Quái vật nhiều quá. Lên này. Yeah, mình đã tiêu diệt được. Ôi giời ơi, con quái vật màu xanh này nó khỏe quá anh em ơi. Hình như là có con yếu nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có con khỏe đấy các bạn ạ. Có những con là nó sát thương nó mạnh lắm. Mình sẽ tiêu diệt con xanh này nhá. Con xanh này khỏe lắm này. Wow, nó bắn trưởng rồi anh em, nó bắn trưởng rồi. Xong lên. Ui giời ơi. Không kịp các bạn ạ. Không kịp chiến đấu. Wow, con màu xanh này sợ chưa? Wow. Mình sẽ tiêu diệt con màu xanh này trước. Đây rồi. Lên, mày này. Yeah. Mình đã tiêu diệt thành công rồi đấy. Bây giờ là còn con quái vật màu xanh này nữa thôi. Úi giời ơi, phải né chiêu của nó anh em nhé. Chúng ta phải né được cái quả bổ dìu của nó. Nó đúng đích thị là con quái vật đầu dìu rồi anh em ạ. Khi mà nó bổ dìu của nó xuống thì mình tèo luôn nha. Mày này, chiêu. Yeah. Như vậy là mình đã tiêu diệt thành công cái con quái vật này rồi. Và bây giờ chúng ta đi vào nhà ngủ tiếp thôi. Mặc dù là cửa của chúng ta bây giờ bị vỡ hết rồi các bạn ơi. Con quỷ này nó phá hết cả cửa kính của mình rồi. Nhà mình bây giờ tan nát hết rồi anh em ạ. Trời đất ơi. Ôi, cái gì đây? Cái gì đang xảy ra đây? Wow. Quỷ đầu loa đến nhà mình rồi kìa. Trời ơi. Nó đang thè lưỡi và nó muốn ăn thịt mình. Con quỷ đầu loa. Wow, mình nhận ra nó rồi anh em ạ. Từ trốn vào trong nhà ngay. Đây là quỷ đầu loa với cái thân hình là con quỷ đầu mèo. Quỷ đầu mèo kết hợp vào quỷ đầu loa. Các bạn nhìn cái bàn tay của nó đi. Nó rất giống con cartoon cat. Đây chính là, đây đích thực là con cartoon Siren Head rồi anh em ạ. Quỷ đầu mèo. Tiêu diệt nó luôn. Wow. Nó bế mình ra kìa anh em ơi. Trời, nó ăn thịt mình. Từ anh em. Ô, nó còn di chuyển. Nó leo lên nhà mình. Trời, nó leo lên góc nhà mình. Từ anh em. Từ bây chúng ta sẽ phải rút vũ khí ra. Lên đây. Bắn kiếm. Bắn trưởng. Mình đang bắn camera cho cô của nó. Mình đang bắn quả cầu thần công của người đó. Mày này. Ôi dồi ôi. Ghê quá anh em ơi. Ôi con quỷ này. Ôi dồi, chạy. Nó hút mình vào anh em ạ. À rồi, ôi. Wow.
Bọn quỷ đấu loa này nó mạnh thế nhỉ. Nó đi di chuyển rất nhanh luôn đấy các bạn. Chém nó. Mày, mày này. Con quỷ đầu dịu, con quỷ, à không, quỷ đấu loa quên. Quỷ đấu loa. Nó kêu cái mán các bạn ơi, nó kêu cái gì hiện thử. Nó đen xì luôn. Bọn quỷ đấu loa đen xì luôn rồi, mình đã tiêu diệt một con. Như mình đã tèo. Như vậy là sau khi mà mình cái trận chiến đại chiến này xảy ra thì là mình đã không thể trụ vững lại với các bạn nhá. Hồi sinh rồi anh em, lên. Xông lên. Ủa rồi. Ôi giời ơi. Ôi ơi, choáng hết cả người rồi anh em ạ. Ủa, nó quay mình một vòng 360 độ. Ôi giời ơi. Nó ăn thịt mình các bạn ạ. Con này hình như mạnh hơn quỷ đầu rìu thì phải. Cái tốc độ di chuyển nó cực nhanh luôn. Chém kiếm. Chiu. Wow, nó dẫm kìa. Mày này, chết đi. Ui dồi. Hồi sinh rồi, lên. Một con đã hy sinh. Chiu. Hai con, yeah. Nào, lên đây. Nhà ngươi đã suy yếu rồi. Ui, nó quăng mình. Ui, my god. Trời ơi, nó quăng mình, ai chóng hết cả mặt trời. Thôi. Này, tao chơi mày nhá. Này, mày đừng chơi cho quăng nhá. Chóng hết cả mặt nhá. Lại, ui ôi, trời ơi. Mày, ai rồi. Con này nó chơi ngựa bẩn anh em ạ. Nó quăng mình chóng hết cả mặt. Ai, rồi. Hình như con này nó tiêu diệt con người bằng cách là nó nằm choáng ấy. Ôi, nó nằm choáng anh em ạ. Sợ quá. Trời ơi, nó đến rồi kìa anh em ơi. Nó đến rồi, con quỷ đâu ra đến rồi. Ôi, sợ quá nhỉ. Trong trường hợp chúng ta sẽ phải tiễn nó về tổ tiên thôi anh em ạ. Cho nó về cả cụ kịa luôn. Cái tội rồi là dám ăn thịt mình. Mày này con. Yeah. Đấy, dám động đại ca. Thế thì đại ca cho biết thế nào là thần thông quảng đại luôn. Cho biết thế nào là thần thông quảng đại chú văn giới luôn. Ta tôn ngộ không đây. Chiu. Yeah. Sợ thế. Wow. Ok thì như vậy là mình tiêu diệt quỷ đấu loa xong. Mình cảm thấy rất là mệt. Và mình nghĩ là mình sẽ chấm dứt video tại đây thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video đến giờ phút này nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Bye bye tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn nha. Bye bye. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà mình ngủ đây. Cảm ơn tất cả đã xem nhé. Bye bye, hẹn gặp tất cả các bạn nhé. Bye bye, yêu tất cả các bạn một lần nữa. Chào các bạn nha. Nhà của mình bị phá hủy hết rồi. Wow, cháy đen rồi các bạn này. Mệt quá. Cửa kính thì là vỡ hết rồi nhé. Này, hỏng hết rồi tất cả các thứ rồi các bạn ạ. Hỏng hết đồ đạc rồi các bạn ạ. Đồ đạc vỡ hết rồi. Ok. Cái nhà an toàn này của mình hiện tại là trụ vững đến ngày hôm nay thì thực sự rất là một cái điều kỳ tích luôn đấy. Quái vật thì là nó ở xung quanh đây và nó đã tấn công mình rất là nhiều lần ở căn nhà này rồi. Rồi, bye bye các bạn nha.